Nhà đất Lý Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà phố đẹp, đường thông, sát với mặt tiền đường chính, tiện ở và kinh doanh bán làm showroom spa, nằm trên trục đường Phan X, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 16m, công nhận đủ. Và đây là con đường trước nhà, một khu nhà lầu rất tuyệt vời nha mọi người. Con đường tới 6m thông, đường nhựa, hai xe hơi xe tải quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Một khu rất là sầm uất, một con đường thông thoải mái, xe tải xe hơi xe tải ra vào nha quý vị. Và con đường này mình xin bật mí với mọi người, chỉ cách mặt tiền đường chính đường Phan X khoảng chừng hơn 50m một chút xíu thôi nha mọi người. Một con đường rất đẹp, sạch sẽ, an ninh, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Con đường này rất là đông đúc và phù hợp cho quý anh chị chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty, cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa, ngay gần với sát bên với ngã ba Phan X và Trường Chinh luôn nha mọi người, sát với Trường Chinh rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà. Bên ngoài chúng ta sẽ có hai lớp cửa nha mọi người, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa cổng và một lớp cửa nhôm sinh pha. Bên trong sẽ là gara xe hơi khoảng chừng 6m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Và diện tích căn nhà là ngang 4, độ dài là 16, được xây dựng một trệt một lửng 3 lầu. Nhà chúng ta có hướng Tây Nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch nha mọi người. Hướng Nam ghé Tây, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và căn nhà này đang chào bán với giá mềm nha mọi người, giá bán rất mềm mại, chỉ có 8 tỷ 550 triệu đồng, còn bớt thêm một chút xíu nữa cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị quan tâm thì có thể gọi đến cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Quý anh chị đang có nhu cầu tìm nhà khu vực phường 15, quận Tân Bình, sát với đường Trường Chinh, đường thông, hẻm đẹp, sạch sẽ, an ninh, kinh doanh buôn bán làm showroom spa, thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho quý anh chị chúng ta luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà. Thì di chuyển vào đây thì chúng ta thấy cầu thang nằm bên tay phải với tay vịn gỗ cam xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Phía bên trái là khu vực tủ rượu rất là rộng nha mọi người. Cầu thang thì bậc khá thấp, ốp đá màu nâu rất là tuyệt vời. Phía sau sẽ là không gian phòng bếp nha mọi người, một cái không gian phòng bếp rất là rộng. Phòng bếp thì chúng ta có tủ bếp trên dưới đều được làm bằng chất liệu là gỗ sồi. Bếp có khu vực để tủ lạnh, khu vực quạt trần, mặt đá bếp màu đen, kính bếp và khu vực bồn rửa chén bát, cũng như là khu vực đặt bếp âm và khu vực đặt máy hút mùi. Phía cuối nhà thì chúng ta có giếng trời, và giếng trời thì gia chủ có làm cái cửa sổ này, cửa sổ để chúng ta chống bụi vô trong nha mọi người. Giếng trời ở cuối nhà này, giếng trời rất là bự nha mọi người. Và phòng vệ sinh ở cuối căn nhà đối diện với giếng trời. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm, hoa sen và gương soi. Căn nhà này thì thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, bao gồm khu vực sân đậu xe máy như chúng ta đang thấy này, phòng gara xe hơi bên trong hoặc là phòng khách số 1, phòng bếp phía sau, phòng khách trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giàn thờ và sân thượng trước sau. Nhà chúng ta thì có tới 5 phòng vệ sinh. Hướng Tây Nam, Nam nhiều hơn Tây nha quý vị, nằm trên trục đường Phan Huy X, sát với trục đường Trường Chinh luôn, sát bên trục đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, một vị trí rất đẹp. Và chúng ta đang di chuyển lên không gian tầng lửng, phòng tiếp khách chính của căn nhà nha mọi người. Nếu gia đình chúng ta có xe hơi, nhà này đậu vượt được xe hơi, và đường thì xe hơi vào nhà thoải mái và dễ dàng nha mọi người. Khu vực gian tầng lửng thì chúng ta có một tầng lửng khá là rộng, phía dưới thì ốp sàn gỗ, hai bên tường thì ốp nhựa giả gỗ và có cửa sổ ra giếng trời phía sau. Khu vực gian tầng lửng này thì gia chủ cũng có ốp giả đá lên cao khoảng chừng 1m2. Phía trên tầng lửng thì gia chủ có gắn ống máy lạnh thì chúng ta có thể gắn máy lạnh. Nếu chúng ta gắn máy lạnh thì chúng ta làm cửa kính cường lực bên ngoài nha mọi người. Đây là không gian tầng lửng, một không gian rất đẹp và thoáng. Nhà thì chưa tặng kèm nội thất nhưng mà chúng ta thấy giá bán khá hợp lý. Giá bán 8 tỷ 550 triệu đồng cho một căn nhà nằm trong khu vực như thế này và hẻm thông cũng như là sát với đường Trường Chinh như thế này, giá bán rất là mềm mại rồi. Quý anh chị quan tâm thì nhanh tay liên hệ với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Giá ba đất không thì nó cũng nằm khoảng 100 triệu, hơn 100 triệu một chút xíu này nha mọi người. Thì chúng ta bán căn nhà này với diện tích ngang 4, độ dài 16m thì nó nằm hơn 6 tỷ rồi. Và xây lên thì chúng ta rao bán có 8 tỷ 550 triệu đồng, còn bớt nữa thì giá bán tương đối mềm, tương đối đúng với giá thị trường nha mọi người.
Chúng ta đang vào tham quan phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ phía trước với ban công này, ban công và cửa ra ban công nha mọi người. Con đường rất là đẹp, nhộn nhịp, buổi tối mà vẫn xe cộ vẫn qua rất là đông. Đường toàn nhà lầu nha mọi người, khu phố này rất là tuyệt vời. Phòng ngủ thì chúng ta có phòng ngủ khoảng 18 mét vuông và có thiết kế tủ áo cũng như tủ kệ tivi và vệ sinh trong. Phòng vệ sinh với bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi nha mọi người. Chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 2. Phòng ngủ phía sau thì chúng ta thấy vẫn có tủ áo, tủ kệ tivi, tủ đồ trang trí. Phía sau là cửa sổ ra giếng trời, ống máy lạnh được trang bị sẵn, vệ sinh trong. Hai phòng ngủ bằng nhau nha mọi người, tầm khoảng 16 đến 18 mét vuông một phòng. Đây, chúng ta thấy này, phòng ngủ khá rộng. Và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Quý anh chị đang xem video trực tiếp căn nhà bán với diện tích ngang 4, độ dài 16m, nằm trên trục đường Phan X sát với Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Khu vực cầu thang thì gia chủ ốp đá, giá đá lên cao khoảng 1m2 để chúng ta di chuyển nó không bị trầy xước nha quý vị. Rất là kỹ luôn. Chúng ta đang di chuyển qua phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 phía đằng trước rất là rộng rãi. Tất cả các phòng đều có ống máy lạnh được gắn sẵn, có ban công phía trước rất là thoáng mát nha mọi người. Quý anh chị quan tâm liên hệ xem nhà bên nhà đất Huy Hùng, chúng ta sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được giảm giá từ 2 đến 500 triệu đồng một căn và được thương lượng chính chủ cũng như là được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 70 đến 80% giá trị căn nhà. Ngoài ra thì chúng ta còn được làm giá tốt khi mua và được hỗ trợ quý anh chị pháp lý căn nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua khu vực không gian phòng ngủ số 4. Thì phòng ngủ số 4 thì Hùng sẽ không quay nha, Hùng nó cũng giống phía dưới đâu. Hùng sẽ đi lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau luôn nha quý vị. Thì trên đây thì chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng thờ rất là rộng nha quý vị ơi. Một cái phòng thờ phải nói là tuyệt vời, rộng thanh thang luôn. Chúng ta có thể làm phòng tập gym, phòng thờ và phòng sinh hoạt chung. Phía sau sẽ là khu vực phòng giặt và sân phơi phía đằng sau. Đây là khu vực không gian phòng giặt và sân phơi phía đằng sau đã được gia chủ rào chắn và lợp mái rất là kỹ rồi. Một căn nhà đẹp, vị trí đắc địa, sát với đường chính, kinh doanh bán sầm uất, giá bán mềm mại. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng nha. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại.